Xin được gửi lời chào đến anh Minh Luân. Rất là cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã đến với chương trình Tám Phim ạ. Xin chào Hoàng Trí, và lời đầu tiên cho Minh Luân xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đang xem chương trình Tám Phim. Dạ, điều đầu tiên thì chắc là em phải một lần nữa thay mặt ekip cảm ơn anh rất là nhiều vì hôm nay nhận lời tham gia chương trình Tám Phim. Bởi vì sao? Bởi vì rất là lâu rồi diễn viên Minh Luân mới xuất hiện ở trong tư cách là một khách mời của một cái talk show. Dạ, và hơn hết nữa thì cũng chúc mừng anh cùng với ekip của bộ phim Mẹ Rơm, tạo được hiệu ứng rất là lớn ạ. Cảm ơn Trí. Dạ, cảm xúc của anh như thế nào khi mà bộ phim Mẹ Rơm nhận được tình cảm của mọi người như thế? Thật ra thì cũng rất là lâu rồi Minh Luân mới có dịp để quay lại phim truyền hình, mà mình cũng thật sự là cũng rất là bận rộn với công việc á. Dạ. Cho nên là mình cũng rất là chưa có sẵn sàng để mà quay lại bộ phim Mẹ Rơm. Dạ. Thì vừa rồi bộ phim Mẹ Rơm đã giống như là cho mình cái cảm giác, cái cảm xúc nó rất là đặc biệt. Bởi vì trong cái thời gian ngắn thôi, khi mà gửi kịch bản qua xem á, thì Minh Luân cảm nhận đây là một bộ phim mà có cái để xem. Dạ. Đáng để bỏ công bỏ sức ra. Cho nên là mình luôn mới quyết tâm là lùi hết tất cả các công việc và sẵn sàng đi ra ngoài Phan Rang ở hơn 2 tháng trời để mà thực hiện bộ phim Mẹ Rơm này. Dạ. Mọi người khi nhắc đến anh thì nhắc đến là một diễn viên rất là đa tài, và từ trước đến giờ thì cũng đã có rất là nhiều những cái vai diễn trong kho tàng, vai diễn đồ sộ của anh rồi. Vậy thì với nhân vật Hào, trưởng thôn trong bộ phim Mẹ Rơm này, có điều gì khác biệt hay không ạ? Phải nói là một sự khác biệt vô cùng. Trước đây thì mình luôn đóng rất là nhiều phim rồi, cho nên mình rất là sợ mình sẽ bị trùng lập với những cái vai diễn mình đã từng thực hiện. Cho nên là có những bộ phim gửi kịch bản qua thì khi mà mình luôn đọc á, thì mình cảm thấy là mình hình như là cái vai này nó đã thể hiện rồi. Cho nên là có thể nó hay đó, cái vai diễn nó cũng lôi cuốn, nó cũng làm cho mình nhiều cảm xúc đó. Nhưng mà cái vai diễn nó đã mình đã thực hiện rồi, cho nên là mình ít khi nào mà mình sẽ nhận những cái vai diễn như vậy lắm. Yeah. Cho nên sẵn sàng mình chờ có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tại vì đến cái thời điểm này á, mình cũng quay khá là nhiều phim rồi. Hầu như là mình ở phim trường nhiều hơn ở nhà. Yeah. Cho nên là bây giờ đã đến lúc mà mình phải chọn lọc những cái vai diễn mà nó sẽ ấn tượng hơn. Thậm chí là mình sẽ chọn những cái vai nào đó để mà khán giả khi mà họ xem á, họ sẽ nhìn thấy một cái nhân vật hơn là Minh Luân. Chứ bây giờ nhiều khi là nói thật với Hoàng Trí là đi ra ngoài đường ví dụ người ta sẽ biết Minh Luân ngay, nhưng mà người ta không nhớ phim. Cái điều đó là cái điều mà mình cũng phải đắn đo suy nghĩ. Ví dụ trước đây thì người ta chỉ nhớ tới Úc Tường trong phim Dùng Sông Định Mệnh, hay là phim Đối Mặt, hay Ở Rễ, hay là Anh Em Nhà Bác Sĩ gì đó. Đó là có một số phim thôi. Thì mình phải nhìn nhận lại, tức là sau này mình phải tìm một cái phim nào đó mà thực sự nó ấn tượng. Một cái vai diễn có thể là nó cực khổ, nó hy sinh cả công sức, thậm chí là máu nước mắt cũng được. Yeah. Nhưng mà với điều kiện là mình phải có một cái vai diễn thật ấn tượng. Yeah. Thì quay lại bộ phim Mẹ Rơm thì thật sự cái vai Hào là một cái vai mà mình luôn đọc quá, lúc đầu là mình cũng không dám nhận đâu, bởi vì thật ra mình cũng đóng vai phản diện cũng nhiều rồi, thì mình sợ khán giả ghét chứ. Yeah. Nhiều khi là nói, nhìn lên phim là biết ông này chắc chắn là sẽ đóng cái vai phản diện thôi đó, cái kiểu mà người ta sẽ mặc định như vậy. Cho nên là khi những phim Mẹ Rơm nói, ủa sao lúc đầu là vô một thấy ác rồi. Nhưng mà sau đó thì càng về sau thì cái đấu tranh tâm lý nhân vật, thậm chí là chính vì cái hoàn cảnh quy định đó, những cái sai lầm đó mà nó khiến vai Hào này nó có nhiều đất diễn hơn. Và cái thích nhất á là cái kết của cái bộ phim này á, là cái vai Hào nó rất là hấp dẫn, mà thậm chí là sẽ lấy được những cái giọt nước mắt của khán giả. Mình luôn tin chắc là vậy. Yeah, như vậy là có một cái sự chuyển biến cho cái yếu tố vai này. Yeah. Nhưng mà bây giờ thì mọi người cũng chưa có thể rõ ràng để cảm nhận hết sự chuyển biến đó, đâu phải là cuối phim hoặc là đến khi kết thôi. Anh có sợ là cái lúc mà đó, cái giai đoạn mà hiện tại phim bây giờ đang rất là hot, mọi người rất là quan tâm, và ở những cái tập mà người ta thấy được cái nhân vật phản diện rõ ràng của nhân vật Hào này thì người ta thật sự ghét anh đâu đó. Đi ra ngoài đường người ta ghét anh thì sao? Thật ra đó là một cái thú vị của cái nhân vật này. Bởi vì Minh Luân rất là thích cái kiểu mà nhân vật nó đa màu sắc, chứ không phải là nó một chiều. Nếu như một chiều thì nó không có gì để thể hiện hết. Và đến bây giờ thì mình không nói là mình sẽ là cái người diễn tốt hay là một cái người đó. Cái đó thì để khán giả sẽ là cái người công tâm nhất. Còn đối với Minh Luân là mình muốn càng ngày nó sẽ có những cái vai diễn nó khó hơn. Cái mức độ thể hiện nó sẽ phức tạp hơn.
chứ mình không có đơn giản là một cái người đóng một cái vai gì đó cho nó tròn vai thì mình không có thích lắm. Dạ. Tại vì đến bây giờ thì mình nghĩ đến cái chuyện cống hiến khán giả nhiều hơn là mình sẽ đi làm cho bản thân mình. Dạ. Tại vì từ xưa tới giờ thì khán giả xem mình luôn qua hơn 100 bộ phim rồi, thì cũng đã cảm nhận được là mình đã đóng được nhiều cái thể loại vai, từ hài, từ hình sự, rồi từ nghèo khó, từ giàu có, tất cả các thể loại vai, tức là mình đã thể hiện rồi. Nhưng mà những cái vai mà nó nhiều màu sắc hơn, mà nó chuyển biến tâm lý nhân vật nó nhiều hơn trong một cái phim, hoặc là một cái phim mà nó khó diễn á, càng khó thì mình lại càng thích. Tại vì đó là mình cách mình chinh phục bản thân mình, mà cách thứ hai đó là mình muốn cống hiến cho khán giả, mình muốn trả ơn cho những khán giả mà đã từng yêu thương mình. Dạ vâng. Thì coi như là việc mình diễn vai phản diện mà mọi người ghét thì là một cái thành công rồi. Dạ. Thật ra thì cũng tâm sự với Hoàng Trí là hơn 100 phim đó thì Bình Luân chỉ đóng khoảng chừng tầm 10 vai phản diện thôi. Dạ. Mà không, nói chung là chắc có lẽ là phản diện đó là nổi bật quá cho nên là khán giả nhớ những cái vai phản diện đó mà quên mất đi những cái vai mà trước đây Bình Luân đóng chính diện đó. Dạ. Thì chắc có lẽ là mình thể hiện cái vai ác nó tốt hơn. Dạ. Vai phản diện nó tốt hơn. Chứ thật ra ngoài nhìn quý vị nhìn thấy mình luôn cũng hiền khô đâu á. Dạ vậy. Vâng. Không, cái này là phải khẳng định điều đó mọi người ạ. Một chàng trai miền Tây và anh Minh Luân thì rất là hiền lành. Đấy. Bởi vậy cho nên là mọi người phải yêu mến anh Minh Luân nhiều hơn, chứ đừng có ghét. Còn nếu mà ghét là ghét nhân vật trong phim thôi nhá. Dạ. Rồi còn bây giờ thì quay trở lại với cái bối cảnh của bộ phim Mẹ Rơm. Thực sự là bộ phim Mẹ Rơm cũng đã mang đến cho mọi người một cái không gian hình ảnh nhìn rất là đặc biệt. Bởi vì được quay ở phong cảnh thiên nhiên mà ở miền núi nữa. Từ trước đến giờ thì mọi người sẽ dễ nhìn thấy những cái bộ phim truyền hình mang phong cách của miền Tây nhiều hơn, hoặc là khung cảnh của đô thị, của thành phố thôi. Còn với bối cảnh của miền núi thì chắc chắn là áp lực dành cho đoàn phim là rất nhiều. Anh có thể chia sẻ những cái khó khăn sơ bộ thôi ạ. Thật ra là cái ngày đầu tiên đi ra tới phim trường đó, là thật sự là muốn quay xe rồi. Đó, nhìn một cái nó khủng khiếp quá. Tức là từ ăn ở rồi từ đi đứng, rồi cái khách sạn, rồi cái từ cái chỗ nghỉ ngơi cho đến cái chỗ quay, tức là cái ngày đầu tiên là mình cảm thấy là mình tá hỏa rồi. Yeah. Trời ơi, kiểu này sống 2 tháng trong đây chắc chết. Yeah. Nó thiệt đó. Tại vì mình chưa có thích nghi kịp. Lúc đầu thì nghe chủ nhiệm báo là cái bối cảnh này cách thành phố Hồ Chí Minh mình á là đi khoảng 3-4 tiếng thôi. Đi 3-4 tiếng thôi. Yeah. Tức là từ Phan Thiết đi ra tí xíu. Yeah. Thì mình nghĩ là tầm khoảng 4 tiếng rưỡi 5 tiếng thì cũng không thành vấn đề, tại Phan Thiết đây đó cũng gần. Không ngờ từ Phan Thiết ra Phan Rang, đi tới Phan Thiết nha, chỉ có nửa đường thôi. Ra tới bên kia là mỗi khi mà di chuyển là đi khoảng mất khoảng 7 tiếng đến 8 tiếng ra tới đó. Rồi đi tới cái khách sạn ở, thì đương nhiên là những cái khách sạn ở đó thì đã là khách sạn tốt nhất rồi. Nhưng mà nó sẽ không so sánh bằng ở thành phố mình được. Thì từ khách sạn mà đâu phải là ở gần bối cảnh đâu. Ở khách sạn xong rồi di chuyển vô bối cảnh là khoảng 50 phút nữa. Mà vô trong đó là không có sóng điện thoại. Rồi ăn uống là nhiều khi mang theo mì gói, hay là sáng sớm thức dậy rồi đi ra chợ rồi mua cái gì bỏ theo trong xe. Tại vì biết sao mình phải thủ. Có những ngày đẹp trời thì không sao, nếu những ngày mà có mưa gió các kiểu là cái xe cơm của đoàn phim sẽ không vào được. Đó, nó khó khăn đến như vậy. Tức là vào trong suối, trong rừng. Yeah. Quý vị cũng xem là có những cảnh trong suối hay là đi trong rừng. Chỉ có một cảnh nhỏ thôi nhưng mà mình quay tới mấy ngày lận. Tức là hôm nay thì quay ở chỗ này, mai quay chỗ kia, mốt quay ở chỗ nọ. Rồi cái suối đó là quý vị thấy rồi, nó di chuyển đã khó rồi. Huống chi là mình còn diễn xuất, rồi mình còn rượt nhau, rồi mình đánh đập. Rồi thậm chí là tìm kiếm, lúc mà tìm kiếm Loan ở dưới suối là anh em là chân bị trầy, bị xước hết. Yeah. Rồi bị côn trùng cắn, rồi ôi nói chung là vô cùng khó khăn. Rồi cái vô cái bối cảnh là chưa cái ngày mà nếu như cái ngày mà nắng á, thì tốt, còn hôm nào mà mưa á là tại quý vị thấy biết không, là từ bối cảnh đi vào là sẽ qua nhiều cái con đê cống đập, thì nếu mà mưa cái là bắt đầu nước nó dâng lên cao, tức là hơn nửa xe luôn, là tức là đoàn cứ ở bên đó chờ khi nào mà nước nó rút rồi á, thì mới đi về. Thì có hôm là 2-3 giờ sáng hay là 4-5 giờ sáng là chuyện bình thường. Rồi sáng thức dậy, tại vì đảm bảo cái lịch trình của đoàn phim mà. Cho nên là cũng phải ráng quay. Tức là nhiều khi một tháng trời không có nghỉ luôn á. Rồi cứ thiếu ngủ trầm trọng. Tức là đi về khách sạn có thể là 1-2 giờ sáng.
xong rồi sáng 7 giờ 8 giờ là phải tập trung đó. Rồi cái hôm nào mà về 10 giờ 9 10 giờ là 7 giờ phải có mặt ở ở phim trường, mà từ từ ở khách sạn mà đến đó là 50 phút rồi thì mình 5 giờ rưỡi mình đã dậy. Mà dậy dậy xong rồi á, là phải tranh thủ đi mua đồ ăn sáng, chứ nếu không thì vô đó là không có đó. Rồi ăn uống cơm nước, tức là đương nhiên đoàn sẽ lo cho mình những cái phần đó, nhưng mà cái thời tiết á, nó rất là thất thường, tức là muốn mưa mưa, muốn nắng nắng à. Tại vì xung quanh đó, quý vị cũng xem rồi, cảnh nó là đồi núi, xung quanh là núi, thì khi mà di chuyển là mình phải băng qua cái đèo vô sâu trong rừng á, thì xung quanh là núi hết, cho nên là mưa chỉ có một cái đám mây mà nó vướng lại là mưa. Mưa xong á là tạnh hết, đám mây đó là tạnh. Rồi có những cái giai đoạn mà Hoàng Trí cũng biết là bão vừa rồi cũng rất là nhiều. Rồi cứ quay xong rồi cái trốn đi ra quay rồi trốn, mà cái khó khăn nhất là không có sóng điện thoại. Cái đó là cái mà hình như là cái đó là sự hy sinh lớn, tại vì ngoài cái công việc ra thì họ cũng có những cái công việc khác nè, rồi có những cái gia đình nè, rồi công việc nè, người thân bạn bè, rồi hầu như là vô đó là không có sóng điện thoại. Nhưng mà cái này giờ em hỏi thật nha, khi đến với phim trường, hồi nãy anh nói bữa đầu tiên là muốn quay xe, nhưng mà sau đó thì cái quá trình diễn ra như vậy đó, bản thân anh và cùng với các diễn viên khác, bạn diễn của mình đó, có bao giờ cảm thấy hối hận khi nhận cái vai của dự án này hay không? Không, cái tâm lý ban đầu thì lúc anh em gặp nhau nói trời ơi, sao bỏ bao nhiêu phim mà ra một cái phim gì đâu mà nó khủng khiếp quá. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy những cái tâm huyết của anh Phương Điền, của đạo diễn Phương Điền, rồi của anh em ekip ngoài VFC, rồi những diễn viên trong phim nữa, từ anh Thái Hòa nè, từ chị Ngân Quỳnh nè, từ Vũ Ngọc Ánh nè, Cao Thái Hà, từ Hồng Loan, rồi mình nè, rồi anh Cao Minh Đạt, rồi anh Quốc Tân, nhiều, nói chung là nguyên cái dàn diễn viên của mình á, đó cũng là một cái tạo cho mình động lực á. Tại vì mọi người cứ giống như động viên nhau á, nói là thôi vì một cái phim hay, vì một cái gọi là một cái tác phẩm nghệ thuật nó hay, đáng xem, cho nên là thôi mọi người cố gắng. Thì thật sự thì đó là một cái cách để động viên nhau thôi, chứ thực ra là đã nhận rồi thì phải làm cho bằng được. Đó thì giống như Hoàng Trí cũng biết rồi, tức là anh em ví dụ như là ca sĩ hay là một cái người MC gì đó giống như Hoàng Trí thì rất là khỏe. Ví dụ có thể là mình sẽ đảm nhận một cái vai trò nó rất là nhanh trong một cái thời gian nào đó thôi. Còn bộ phim là mình phải sống trong cái nhân vật đó, mà có những phim di chuyển 2-3 tháng là chuyện bình thường. Thì thậm chí là cái mức khách xê cũng không có bằng những cái công việc khác đâu. Nhưng mà phim á, là nó là một cái gì đó, nó đã là một người diễn viên rồi á, thì người ta thích sống trong những cái vai diễn hơn là những tính toán đến những cái việc khác. Thì bằng chứng là những cái giống như quý vị cũng thấy là nguyên cái dàn diễn viên trong phim này á, là hầu như những cái vai phụ thôi đã từng đóng những cái vai chính của những phim khác, mà họ vì một cái vai diễn mà họ hy sinh. Thì giống như mình luôn là người chia sẻ có thể là cảm xúc của mình, nhưng mà hầu hết tất cả suy nghĩ mọi người là giống như suy nghĩ của Minh Luân. Tại vì sau khi mà những cái ngày quay á, là anh em hay ngồi nói chuyện với nhau mà thường xuyên như vậy mấy tháng trời, mà giống như là một gia đình vậy đó. Anh em cứ ăn uống sinh hoạt, hay là hôm nay người này mua cái này thì mai người kia mua cái kia, hay là má Hiền á, giống má Hiền thì mua lúc nào cũng mấy chục ổn mì á, rồi cái mấy cái hộp sữa tức là để trên xe sẵn vậy đó, rồi hôm nào cơm vào trễ thì anh em lấy ra rồi ăn xúm nhau ăn, rồi hôm thì mua bún, rồi hôm thì mua chả lụa chả giò vậy đó, rồi tức là mua bịch gì nè đó, rồi nước tương đầy, nói chung là một xe để chi khi mà người nào đói thì vô ăn. Giống như là một mình hiện đại bây giờ thì khi đã xong phim rồi thì mình lúc đó thì mình cực nha, còn bây giờ là mình thấy tiếc. Tiếc là bởi vì nếu như cái thời gian nó dài hơn tí xíu nữa thì anh em được sống với nhau nhiều hơn. Chứ ở thành phố á, thì mỗi người một việc, thì nhiều khi ở thành phố gần nha, nhưng mà mấy tháng trời hoặc là cả năm chưa chắc gì đã gặp nhau. Nhưng mà sống trong một cái đoàn phim như vậy thì nó hiện tại nó cho mình cái cảm giác không bao giờ quên. Nó cho mình cái cảm xúc rất là hay á, rất là tuyệt vời để mà trong cái thời gian mà làm phim này. Nhưng mà trộm vía một điều là với những cái khó khăn, với những cái vất vả, với những nỗ lực của cả ekip, thì đến giờ này đây bộ phim Mẹ Rơm là một trong những bộ phim mà có rating được mọi người xem rất là cao,
Dạ, và đây là một cái tín hiệu rất là mừng. Dạ, nhưng mà với bản thân của Hoàng Trí khi mà tìm hiểu về thông tin này cũng như là tìm hiểu về ekip thì các bạn diễn viên chia sẻ rằng là họ cũng phải thường xuyên tranh luận với đạo diễn cũng như là biên kịch để có thể làm sao cho cái vai diễn này nó trở nên đặc sắc hơn. Vậy thì với anh Minh Luân thì sao ạ? Và nếu như có cái trường hợp là cũng có tranh luận, cũng có trao đổi để mà làm cho vai diễn này tốt hơn thì bao nhiêu phần trăm trong nhân vật Hào là bản thân riêng anh đã tạo nét cho nó? Thật ra thì nhân vật Hào vốn là đã hay rồi, đã hay rồi. Tuy nhiên là sẽ có những cái hướng mà phát triển tâm lý nhân vật á, có những cái nó không có đúng với lại một cái sự cảm nhận của mình. Tức là mình đọc là mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ biết được cái nhân vật đó, rồi xong rồi mỗi ngày quay á, là mình ở nhà mình cũng lật kịch bản ra mình xem, tức là cái hướng đi tâm lý nhân vật này như vậy là đúng chưa, rồi nếu như là mình ở ngoài thật thì mình xử sự như thế nào. Tức là mình sẽ đặt khi mà trước khi cảnh quay á, là mình sẽ đặt cái dấu hỏi rất là nhiều. Câu thoại đó chưa chắc gì là mình sẽ thoại luôn một mạch, mà mình sẽ chấm câu ở chỗ nào, mình ngắt câu ở chỗ nào thì để cho nó hay hơn, nó hấp dẫn hơn. Chứ không phải loại thoại một leo thì người ta sẽ không cảm nhận được. Rồi bên cạnh đó thì tại vì lúc nãy mình luôn có chia sẻ rồi, tức là diễn viên trong phim mình đa phần là những người đã có chỗ đứng rồi, và họ cũng đã từng đóng vai chính của những phim khác rồi, nhưng mà vì yêu cái vai diễn này nên là họ sẵn sàng họ hy sinh, họ đóng vai phụ. Chứ thật ra là mọi người đều là có một cái lực diễn kinh khủng khiếp lắm. Cho nên là khi ra hiện trường á, là mọi người hay tranh luận với nhau. Nhưng mà tranh luận là tốt thôi. Tại vì mình tìm ra một cái gì đó nó hay nhất, và nó hấp dẫn nhất để cho người xem. Bởi vì cái mình làm, khán giả người ta sẽ không có người ta sẽ không biết lúc đó đạo diễn sẽ làm gì, quay phim sẽ làm gì, âm thanh sẽ làm gì, ánh sáng sẽ làm gì, người ta chỉ biết diễn viên đang làm gì thôi. Cho nên là cái điều đó là điều rất là quan trọng, mà anh Phương Điền cũng rất là tôn trọng nghệ sĩ. Nghĩa là ảnh là cái người rất là giỏi về cái sao chuỗi tâm lý, tức là ảnh là giống như là một cái người mà có thể dẫn chuyện á, tức là ảnh là cái người mà có thể ảnh nắm chắc về tâm lý tất cả các nhân vật luôn. Anh Điền ảnh hay, ảnh rất là hay cho đó. Rồi cộng thêm là những diễn viên đã có cái thực lực rồi, thì khi mà cộng tác được với anh Phương Điền á, thì những cái tinh túy nhất nó sẽ thực hiện trên bộ phim. Đó là cái điều mà ai cũng thích làm. Bởi vì giống như bản thân Minh Luân đi, khi mà nhận một vai diễn đó, mình sẽ hỏi là đóng với ai. Tại vì đóng với ai nó cực kỳ quan trọng, và làm việc với ai nó cũng rất là quan trọng nữa. Ví dụ như một cái người mà đã có chỗ đứng, một có vị trí trong lòng khán giả rồi, mà họ có chỗ đứng trong phim ảnh rồi, thì họ sẽ rất là yêu cái vai diễn của họ. Họ không có lơ là đâu. Tức là họ rất có trách nhiệm với lại cái vai diễn của mình. Cho nên mình làm việc với những cái bạn diễn như vậy nó rất là thích. Là bởi vì hai người mà hợp tác với nhau nó rất là rất ăn rơ. Đó. Còn để mà một người mới á, thì mình rất là cực. Bởi vì nhiều khi mình diễn có những cái phân đoạn mình diễn xuất thần trong một cái thời khắc nào đó thôi. Chứ không phải là lúc nào 10 test hay 20 test mình sẽ diễn y chang như vậy được. Tức là mình sẽ diễn một test, hai test, ba test, rồi thậm chí là nhiều góc máy thì mình có diễn được. Nhưng mà lên tới test thứ 10 là bắt đầu diễn là bị đơ rồi. Đó. Cho nên là cái người mà bạn diễn với mình cực kỳ quan trọng. Rồi cái người đạo diễn cũng quan trọng nữa. Tại vì đạo diễn là họ sâu chuỗi lại hết. Rồi họ sẽ có một cái cách kể chuyện riêng với khán giả. Thì cái người mà có cách kể chuyện nó logic thì đương nhiên nó sẽ không có nhiều sạn ở trong phim. Nó là như vậy. Anh đề cập đến dàn diễn viên, và ở trong này thì có một cái hiệu ứng rất là lớn dành cho anh Thái Hòa. Tức là mọi người cũng chia sẻ rằng là anh diễn rất là ấn tượng này, anh cũng là một người mà rất là nhiệt tình này. Còn đối với riêng anh Minh Luân thì sao? Anh ấn tượng điều gì nhất anh Thái Hòa? Thật ra là có cái khoảng thời gian mà sống chung với anh 2 tháng ở ngoài Phan Rang á, thì Minh Luân mới cảm nhận được, mà mình học hỏi được rất là nhiều từ anh Thái Hòa. Tức là anh sống trong cái nhân vật mà mình không tin được là mình ảnh có một cái cách mà chuẩn bị cho cái nhân vật của ảnh như vậy luôn á. Tức là khi mà ra ngoài đó nè, ảnh
hàng ngày cái cách sinh hoạt của anh cũng là nhân vật Mô Gù chứ không phải là anh Thái Hòa. Yeah. Tức là cái điều đó là cái điều mà Minh Luân chưa từng thấy. Tức là có thể mình làm phim cũng mười mấy hai mươi năm, mười mấy năm rồi, thì chưa bao giờ mình gặp một cái diễn viên, hay là có thể là mình đã gặp rồi nhưng mà mình chưa có dịp sống chung với nhau, chưa có dịp tiếp cận, thì mình mới chưa có nhìn thấy. Nhưng mà chỗ anh Thái Hòa là mình nhìn thấy cái điều đó, tức là sáng trưa chiều tối hay bất cứ thời điểm nào mình cũng nhìn thấy nhân vật Mô Gù. Có những lúc mà chưa quay nha, nhưng mà ở nhà ở khách sạn thôi mà ảnh cũng đã là như Mô Gù rồi. Đó thì ví dụ như là khi mà về tới khách sạn á, là ảnh mở tới kịch bản anh xem mai quay cái gì, mai quay cái gì, mà cái cách phản ứng nha, cái cách phản ứng của ảnh là mình thấy như vậy là mình đáng nể hơn. Tức là ví dụ như có quay nguyên một ngày, có quay ảnh hay không quay ảnh, ảnh cũng không có buồn gì hết, nhưng mà nếu cái phân đoạn đó mà móc ra quay là ảnh rất là giận. Yeah. Anh rất là giận, nói ủa tại sao móc cái phân đoạn này ra quay không báo anh. Thì mình nghĩ ủa cái chuyện này nó cũng đơn giản mà tại sao anh phản ứng như vậy. Cái sau này cái mình về mình mới hỏi, nói tại vì em biết là trước khi quay một cái cảnh nào đó anh phải nghiên cứu, tại vì nghiên cứu để chi, phải vẽ ra nhiều cái hướng diễn. Tức là phải nhiều cái hướng diễn vậy có đúng không. Có những cái cảnh khó về cái anh lật kịch bản ra, anh lật kịch bản ra anh hỏi ai Luân mày đọc cái kịch bản này với tao, cái mình đọc cái nó theo anh, theo em thì anh diễn vậy đúng chưa, cái nó trời ơi anh là bậc thầy diễn xuất mà anh còn hỏi em nữa không, tại vì nhiều khi anh diễn anh không có thấy. Yeah. Nhưng mà cái người ta nhìn thấy, cái người em là cái người nhìn thấy, thì anh diễn vậy, nếu mình diễn xuôi theo cái Mô Gù sẽ là người tức giận, tại sao lại không nhận con. Yeah, yeah. Rồi ảnh mới nói là nếu tức giận thì bây giờ thay vì cái tức giận đó, anh không có tức giận thì mày thấy hợp lý không? Tức là anh Hòa lúc nào cũng vậy chứ, anh luôn luôn lúc nào lựa chọn cho mình hai ba option diễn. Yeah. Mà anh đọc trước ở nhà, cho nên khi ra mà hiện trường mà chỉ cần đạo diễn nói là diễn ngược lại đi là anh làm liền. Oh. Tức là anh đã chuẩn bị hết cho nên khi mà một cái phân đoạn nào mà móc ra mà không có cho anh hay trước là anh phản ứng rất là dữ dội. Yeah. Đó, cái điều đó là cái điều mà mình cảm thấy là thật ra là ngày xưa tới giờ là mình chưa bao giờ như vậy. Yeah. Mình chưa bao giờ như vậy. Tức là từ đó mình cũng học hỏi bản thân. Tức là ngày mai quay cái gì, mình cố gắng bỏ ra khoảng 1-2 tiếng đọc hết, học hết tất cả các phân đoạn đó. Yeah. Để mình tìm cái hướng diễn. Đó là cái điều mà mình luôn học hỏi anh Thái Hòa. Cái thứ hai nữa là ảnh khi mà ảnh hàng ngày anh sinh hoạt á, ăn uống đi đứng ảnh cũng đi, anh cũng gù gù gì nè. Yeah. Tức là mình anh không thoát vai, tức là anh cố gắng như này, mỗi khi anh thoát vai là anh cố gắng để anh không thoát vai. Yeah. Từ sinh hoạt, từ đi đứng, từ ăn uống, từ cách ăn mặc, thậm chí là anh cứ cởi trần anh đi vòng vòng đoàn phim mà anh ở khách sạn vậy, anh đi lên đi xuống cũng cởi trần gì đó, mà mặc dù anh là một người rất là nổi tiếng. Yeah. Mà anh là ngôi sao rồi đó. Yeah. Mà anh rất là bình dị hỏi trời ơi anh cũng nổi tiếng, anh tự nhiên anh đi đây người ta nhìn anh kỳ quá. Yeah. Không, Mô Gù nó vậy đó. Wow. Tức là mình nhìn thấy cái gọi là cái sự yêu vai, một cái sự nhập tâm mà đầu tư cho cái vai diễn của anh khủng khiếp đến như vậy. Yeah. Tức là đó chỉ là một cái phim truyền hình thôi đó nha. Tức là từ đó mình mới cảm nhận là mình nên thay đổi. Tức là thay đổi, tức là mình rất là may để mình có cái thời gian mình sống chung với anh Hòa, tại vì ở trong khách sạn là hai người ở chung một phòng, hai người ở chung phòng. Thì hai anh em là xuyên suốt rồi ở chung với nhau luôn. Tức là hầu như là cũng ít về thành phố lắm. Là anh em cứ ở suốt vậy đó, ngày này qua ngày kia hết 2 tháng mấy mới về. Dạ vâng. Đó là còn với Thái Hòa, còn hai nhân vật nữa là hai bạn diễn cũng có nhiều những phân cảnh cùng với anh lắm, đó là Huỳnh Hồng Loan và Lily Chen. Dạ. Với hai nhân vật này thì sao ạ? Anh có tiếp xúc ở bên ngoài trước khi làm phim chưa, và trong quá trình làm phim thì chúng ta đã trao đổi và thảo luận với nhau nhiều như thế nào? Thật ra thì cả Lily Chen và Hồng Loan mình luôn chưa từng làm việc. Dạ. Tức là biết nhau thôi. Dạ. Tức là biết nhau mà. Có thể là với Lily Chen thì Minh Luân là chỉ hợp tác với nhau qua những cái ca khúc. Yeah. Tức là từng đi hát, đứng chung sân khấu, thậm chí là song ca cùng. Yeah. Với nhau rồi. Yeah. Nhưng mà Hồng Loan thì cũng như là một đứa em, là cũng biết nhau từ lúc mà cô học trường văn hóa nghệ thuật. Yeah. Thì cũng ủng hộ thôi, tức là mình biết nhau lâu nhiều mà cũng chơi chung với nhau nhưng mà chưa từng làm việc chung với nhau. Đây là một cái lần đầu tiên hợp tác với hai người phụ nữ xinh đẹp trong phim này luôn. Yeah. Thì
cái chỗ 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 Loan á, thì ra là thì nói chung là về nhân vật trong phim thì chắc là khán giả cũng cảm nhận được cái lực của mọi người rồi, cái lực diễn của mọi người rồi, cho nên là Minh Luân không có nói thêm về cái vấn đề đó, nhưng ý nói là Jen á, thì mình phải ưu tiên hơn, bởi vì em là một cái người ca sĩ là MC, chuyển qua đóng một cái vai nặng như vậy thì cũng rất là tội nghiệp cho cổ đó. Thì có những cái giai đoạn đầu là cũng chưa nhập vai, cũng chưa nhập vai, cũng chưa có tốt, nhưng càng về sau thì nó làm tốt hơn. Còn Loan á, thì nói chung là đã xuất thân từ một người diễn viên rồi, học từ trường văn hóa nghệ thuật rồi, thì tự nhiên sẽ có cái sự cảm thụ như là có cái sự tập trung chú ý tốt hơn. Tức là học sơ về những cái đơn nguyên diễn xuất là như thế nào rồi thì sẽ dễ tập trung về dễ thực hiện cái nhân vật hơn. Còn tất cả các diễn viên hầu như là nhìn thấy những cái nhân vật mà từ anh Thái Họa, tức là từ nhân vật Ngô Gù, là mọi người mới cảm thấy là mình không là gì hết. Tức là mình từ trước tới giờ mình nghĩ mình là một người diễn viên cũng đóng nhiều phim, cũng nhiều người biết tới, đóng quá trời vai chính rồi, nhiều thứ, nhưng mà khi làm việc chung với nhau như vậy, thậm chí là từ Hồng Loan, từ Lily Chen, từ Cao Thái Hà, hay là từ anh Minh Đạt cũng vậy, anh Minh Đạt học cùng lớp với anh Thái Hòa, thì cũng phải công nhận điều đó. Tức là từ trước giờ anh em hay ngồi với nhau xong ấy, nói là bây giờ mình mới cảm thấy được là diễn xuất là như thế nào. Nhiều khi nói chuyện với anh Hòa này chưa là cái gì hết trơn em ơi. Em thử làm việc với một cái ekip mà nước ngoài, nó còn khủng khiếp hơn nữa. Anh cũng là cái gì hết. Tức là anh khiêm tốn, tức là nhìn cái cách thể hiện đó thì những diễn viên nào mà không học thoại trước ở nhà thì cũng phải học, bởi vì ảnh làm quá tốt công việc của ổng. Mà mình là người diễn chung mà mình làm không tốt á thì cảm thấy là rất là ngại với ảnh. Cho nên là thấy cái điều đó nha, là hầu như là anh em ai cũng có trách nhiệm với bản thân mình. Dạ vâng. Quay trở lại cùng với anh, tại vì mọi người cũng rất là bất ngờ khi mà anh xuất hiện trong bộ phim Mẹ Rơm này, bởi vì cũng khá lâu rồi nha. Nhiều năm anh xuất hiện trên phim truyền hình được chắc một phim, hoặc có giai đoạn thì em thấy là anh cũng ngắt quãng nữa. Mọi người thắc mắc là liệu rằng là kinh tế của Minh Luân quá ổn rồi nên Minh Luân hạn chế đi phim, hay là còn vì lý do nào khác ạ? Không ổn cho nên mới không đi phim. Nếu ổn rồi thì thoải mái cứ làm nghệ thuật thôi. Thật ra thì nói đùa vậy thôi, chứ Minh Luân ngoài cái đóng phim ra mình cũng có những cái kinh doanh khác nhau. Cho nên là mình cũng dành cái thời gian khi nào mà cho nó cái việc kinh doanh của mình nó ổn, nó vào nguồn hết rồi thì mình mới có thời gian tâm trí để mình tập trung vào cái vai diễn của mình. Còn cái thời gian gần đây thì ít đóng phim là bởi vì thứ nhất là giống như chia sẻ ban đầu là mình muốn tìm một cái vai diễn nó ấn tượng. Không muốn cái vai diễn nó lập khuôn. Ví dụ bây giờ là quá nhiều khi gửi kịch bản qua là chỉ những cái vai diễn nó bị ná nhau. Nó cái nguồn kịch bản thì nó cũng không có dồi dào. Rồi nếu như mà chuyển thể từ những cái kịch bản nước ngoài á thì lại giao cho những cái vai trong phản diện thì mình thật sự là mình đóng vai phản diện hoài á thì mình cũng thật sự bản thân mình cũng chán. Mặc dù vai phản diện nó rất là khó diễn chứ không phải dễ đâu nha. Rất là khó diễn. Mà vai phản diện á thì nó để mà mình gánh, tại vì thường thường á cái vai chính diện và vai phản diện thì cái vai chính diện người ta sẽ thương hơn. Còn cái vai chính diện nếu mà làm cho người ta không ghét được á thì xem như cái phim đó nó sẽ bị giảm rất là nhiều. Cho nên là cái vai phản diện là cực kỳ khó và cực kỳ khó thể hiện á, tức là nó là cái tuyến nhân vật tạo nguồn cơn, tạo drama, tạo tất cả mọi thứ đó. Cho nên là mình cũng rất là đắn đo khi mà nhận một cái phim mới. Ví dụ có một phim nào nó thật sự nó hay, mà phim nào thật sự nó ấn tượng mà mình đọc kịch bản mình cảm thấy là mình đáng hy sinh, tại vì một phim quay tới 3-4 tháng trời. Nên là cái thời gian đó giống như là mình gần nửa năm rồi còn gì nữa. Thì nửa năm đó mình sẽ làm được những cái việc khác. Nhưng mà nếu như mà có một bộ phim hay giống như là giống Hào trong Mẹ Rơm này, hay là có những kịch bản nào mà nó hay nữa, thì luôn sẵn sàng hy sinh.
Em hy vọng là trong thời gian tới mọi người sẽ nhìn thấy anh Minh Luân như những gì mà anh mong muốn, có nhiều những cái tuyến nhân vật ấn tượng hơn nữa để anh có thể sẵn sàng hy sinh cái thời gian và tâm sức của mình nha. Còn bây giờ đây thì mọi người chắc chắn rồi biết ngay là anh Minh Luân ngoài việc diễn xuất thì còn ca hát nữa. Yeah, một giọng hát rất là ngọt ngào, cho nên là mọi người có mong muốn rằng là anh sẽ tặng món quà trước khi chúng ta gửi lời chào nhau dành cho quý vị khán giả của chương trình Tám Phim. Anh có thể hát một đoạn ngắn của một bài nào bất kỳ không ạ? Có một bài hát này Minh Luân cũng mới vừa thu thôi, chưa có thuộc lời lắm, cho nên cho phép anh Luân cầm điện thoại nha. Chắc cái bài hát này nó cũng phù hợp với lại khán giả của mọi miền đất nước chúng ta. Thì quê hương ba miền của nhạc sĩ Thanh Sơn. Non nước hữu tình ba miền xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vắng bóng thời xưa. Bà sáu phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội liêm. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Dạ, một đoạn như thế thôi, để khi mà anh ra mắt thì khán giả quan tâm họ sẽ bắt đầu vào những cái nền tảng mạng xã hội để mà thưởng thức cái tác phẩm này của anh nhé. Dạ, một lần nữa xin được cảm ơn anh Minh Luân rất nhiều vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và em hy vọng là thông qua cuộc trò chuyện này, khán giả sẽ hiểu về anh nhiều hơn nữa và sẽ ủng hộ cho anh nhiều hơn nữa trong thời gian tới nha. Cảm ơn Hoàng Trí và xin cảm ơn tất cả quý vị đang xem chương trình. Và hy vọng rằng là sắp tới đây phim Mẹ Rơm sẽ được nhiều khán giả yêu mến nữa. Để đó là niềm động lực để Minh Luân cũng như là tất cả anh em diễn viên, ekip thực hiện tốt những bộ phim tiếp theo. Còn bây giờ đây thì Hoàng Trí cùng với diễn viên Minh Luân xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.